Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bọn mình đi giết cá mọi người. Bọn mình đi giết cá xem có cá không. Mong mọi người hãy cố gắng theo dõi hết video này nhé. Bây giờ bọn mình các bạn hãy theo dõi bọn mình nhé. Let's go. Đây mọi người ơi, đang đi giết lươn. Giết con lươn này. Đây lúa đây mọi người ơi, lúa đẹp chưa, lúa ở quê mình đấy. Lúa này là lúa của nhà ông áo đỏ, ông đầu, ông ở giữa vẫn còn trẻ nhưng mà có kinh nghiệm làm lúa. Nhiều cá nhỏ nhỏ quá. Tội. Đấy. Mình xem cá nhỏ nhỏ này. Đấy. 30 cái bạt hả? Người xem này, ôi cá nhỏ, mong mọi người hãy theo dõi cái video này nhé. Đi di hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chào mọi người. Đang đi dí lươn mọi người. Được đây mọi người, đây là lúa nếp mọi người. Mọi người xem này. Đã lắm, nhìn phê luôn. Đây, người hãy xem này, nhìn luôn nếp này, nó cao lên là nhìn phê đã không, thấy hạt không? Hạt gần cứng rồi đó. Đây này, đó, mọi người xem này, đã quá luôn nếp mọi người ơi. Tuyệt vời luôn này. Hello mọi người nhé.
bọn mình đi dĩ từ nãy giờ luôn. Đây mọi người xem, kìa mọi người, bọn mình đi dĩ từ nãy giờ luôn, được bằng đấy thôi. Nên là tôi làm chân mà sao nó cũng kìa mọi người, cá kìa mọi người. Làm ai được nhiều lắm. Đi vật lông đấy, đi vật lông đúng không? Nó cầm bát gì đấy. Đi thật luôn là thêm một con nữa nhỉ. Hôm nay ba mừng vừa lại vừa lại đây cả đây mọi người. Đây còn nhiều cá to nữa. Kìa mọi người, cá kìa mọi người. Cái này có người là sao trai tôi này mà cá bị kết rồi. Tích cầm tiền kia lắm, có cần mạng ở trong dịp không? Dì làm đuổi là lắp lại cái phải cái một cái cam một đây. Cảm ơn người ơi. Chào tất cả mọi người nha. Bọn mình vừa mới đi dĩ xong. Hơi mệt mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy video này hay và có ý nghĩa, mọi người hãy đăng ký kênh cho mình nhé. Còn giờ mình sẽ về và chào tạm biệt các bạn nhé. Mong là các bạn sẽ theo dõi cái video nhé. Chào tạm biệt.